ở nước ngoài lâu năm á, nên khi mà về đây, Nga mới về được có một năm mà nên đối Nga nó còn bỡ ngỡ dữ lắm. Nên bây giờ là mình là giống như là một cái người rất là trẻ, đang học hỏi và đang nhìn nhận và đang tiếp thu, và từ từ mình sẽ làm cái mình làm tất cả mọi việc, nó cũng không thể nào mà nó quá bận rộn để mà nó không có thành công. Nên Nga là đang trong một giai đoạn là đang học hỏi và đang xem các góc và đứng tại khu vực này là kỷ niệm ngày 8 tháng 3 nào có thể chia sẻ được không chị? Kỷ niệm ngày 8 tháng 3. À, 8 tháng 3 hả? Thưa quý vị, và tiếp theo là sự kiện xuất hiện của một chàng trai ca trong làng hài Việt. Như con gái Nga thì lúc nào cũng vẽ những bức hình rất đặc biệt. Nổi tiếng với tính phóng khoáng của mình. Đó là một cái những trong những kỷ niệm. Mình ở nước ngoài nhưng mà cái ngày 8 tháng 3 thì là ở Việt Nam, nhưng mà Nga cũng dạy cho con của mình là 8 tháng 3 là ngày về mẹ, ngày quốc tế của mình. Thì con mình nó vẫn nhớ và nó vẫn vẽ cho mẹ cho tấm hình. Xin cảm ơn Thích Gương đã hiện diện tại đây trong chương trình hôm nay tại Đại học Sư Phạm 17. Chị không có người đàn ông, nó không có người đàn ông nào làm gì cho chị hết á. Thì chị cũng mong có người đàn ông, mà hiện tại chưa có người đàn ông nên chị cũng không biết nói gì về người đàn ông sắp tới. Tức là chúc 8 tháng 3 đến là những người phụ nữ có độc giả biết hay làm. Chị mong rằng là 8 tháng 3, ngày 8 tháng 3 là cái ngày hạnh phúc của phụ nữ, và trong một năm 365 ngày thì ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3. Phụ nữ cũng được mọi người yêu thương, được đàn ông yêu thương, và được làm coi như là được làm người phụ nữ quyền đó. Dạ chị ơi, sau cái live show vừa rồi của chị thì hiện tại chị sẽ có những cái dự án tiếp theo nào? Năm nay chị có rất nhiều dự án, nhưng mà đó bị cái vụ mà chị Na chị xuất hiện đó là rất là trì hoãn hết tất cả kế hoạch của mình rất là nhiều, và bây giờ phải dời lại. Nói chung là nó làm ảnh hưởng rất là nhiều, và mọi người kinh tế thì thiệt hại, mà nghệ sĩ thì cũng bể xô, và những cái dự án của mình nó cũng phải trì hoãn lại rất là nhiều. Đến đây chị có lo ngại dịch bệnh không chị? Lo chứ. Trời ơi, nhìn chị đi ra ngoài vậy thôi chứ về nhà là chị xong, chị làm đủ. Mà cái phim gì á, mình có đóng á thì phỏng vấn. Phim mình chỉ tới tham dự thôi thì... Em đâu có muốn phỏng vấn đâu Cường, mà tại vì giờ không ai đến, giờ người ta giống như em là phim nữ chính vậy đó, người ta phỏng vấn em. Em có muốn đâu Cường, bây giờ Cường đứng đây đi. Cái đó, người nào mà có tham gia đóng phim á thì người ta mới biết cái nội dung phim, người ta trả lời. Thì bỏ vậy. Còn mình tới mình em là em không biết gì luôn đó, nãy giờ là em nói bâng quơ. Mình chỉ xem phim. Em đến em xem phim thôi đó Cường. Biết lắng nghe. Em không biết một gì cả luôn á. Mình phải thấu hiểu. Em thấu hiểu rồi. Anh đứng đây đi. Hả? Mời bạn vô xem phim. Giống quỷ quá. Hai đứa mà cưới nhau chắc cũng chống đầu xô biết lắm. Đây không chừng là ngày 8 tháng 3 sắp tới tương lai có thể là anh Thích Cương là một trong những người đàn ông bước vào nhà Nga và tặng hoa cho Nga. Mà anh Cương thì keo lắm, hoa thì chắc anh không có mua đâu quý vị. Anh sợ tốn tiền. Không chừng tôi phải mua hoa tôi tặng ngược lại ảnh đó. Ai tặng ai không quan trọng, cái quan trọng là tấm lòng của mỗi người trong cuộc sống, đúng không? Giờ bây giờ anh có tính nhã ý 83 anh tặng em cái gì không? Đang nãy giờ nhiều người hỏi lắm luôn. Đang nói về tấm lòng và con tim, mình đừng có toan tính nhiều quá trong cuộc sống, hiểu chưa? Không có hiểu cái điều đó. Thấy không, Cương ghê lắm, khó ai ăn vào cái gì lắm. Mà là Cương keo mà. Dạ, cảm ơn anh chị.